tin chính có trong bản tin ngày hôm nay: Arsenal nối dài chuỗi trận thất vọng tại vòng 20 Premier League. Đó cũng là thời cơ để Liverpool hướng tới mục tiêu xây chắc ngôi đầu bảng trước trận đấu với Newcastle. Câu lạc bộ Hà Nội ký hợp đồng dài hạn với hậu vệ Xuân Mạnh. Quý vị khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi bản tin Thế giới Thể thao ngày 1 tháng 1, bản tin đầu tiên của năm 2024. Mở đầu